Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Gareth Southgate sẽ thay huấn luyện viên Ten Hag dẫn dắt Manchester United. Truyền thông nước Anh đưa tin Gareth Southgate đang là ứng cử viên hàng đầu để thay thế huấn luyện viên Erik ten Hag tại Manchester United. Sau trận thua với tỷ số 0-3 của Man United trước Liverpool thuộc vòng 3 giải Ngoại hạng Anh đêm ngày 1 tháng 9, The Sun đưa tin cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh Gareth Southgate là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thuyền trưởng tiếp theo của Manchester United. Thất bại bẽ bàng ngay trên sân nhà khiến cho chiếc ghế của Erik ten Hag lung lay dữ dội và người hâm mộ thì đang dần mất đi kiên nhẫn. Đội chủ sân Old Trafford để thua 2 trận đấu liên tiếp và tụt xuống vị trí thứ 14. Ten Hag lập kỷ lục tệ hại khi trở thành huấn luyện viên trưởng đầu tiên trong lịch sử của Man United để thua 2 trong 3 vòng đấu mở màn của Premier League ở 2 mùa giải đầu tiên. Ngoài Gareth Southgate, thượng tầng của Quỷ Đỏ cũng đang để mắt đến cựu huấn luyện viên trưởng của Chelsea Mauricio Pochettino, người nhiều khả năng sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Mỹ trong thời gian tới đây. Một số ứng cử viên tiềm năng khác bao gồm Ruud van Nistelrooy, trợ lý hiện tại của Ten Hag tại Manchester United, Kieran McKenna, huấn luyện viên trưởng của Ipswich Town và Thomas Tuchel, cựu huấn luyện viên của Chelsea và Bayern Munich. Đây không phải là lần đầu tiên mà Gareth Southgate được đồn sẽ tới MU. Hồi đầu năm, báo chí nước Anh đưa tin chủ sở hữu của Manchester United, Sir Jim Ratcliffe muốn rời mời Southgate về thay cho Erik ten Hag từ mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, Southgate đã phủ nhận tin đồn này và khẳng định là ông chỉ tập trung dẫn dắt tuyển Anh ở thời điểm đó. Lý do mà Southgate lọt vào mắt xanh của chủ sở hữu MU là bởi mối quan hệ thân thiết giữa vị chiến lược gia này là Dan Ashworth, giám đốc thể thao của Manchester United. Bộ đôi Southgate-Ashworth từng cộng tác chặt chẽ khi mà Ashworth còn làm việc cho FA trước khi chuyển đến Newcastle. Trước mùa giải 2023-2024 kết thúc, tờ The Sun còn cho biết chủ sở hữu của Manchester United từng có ý định sa thải Ten Hag, nhưng chiến thắng của huấn luyện viên trưởng người Hà Lan tại FA Cup đã đảo ngược được tình thế. Ông Jim Ratcliffe quyết định giữ vững niềm tin và ủng hộ Erik ten Hag cho mùa giải 2024-2025. Manchester United tước băng đội trưởng của Bruno Fernandes. Cựu huấn luyện viên của Newcastle và Crystal Palace Alex Pardew đã nêu lý do Manchester United cần phải tước băng đội trưởng của Bruno Fernandes. Huấn luyện viên trưởng của Manchester United là Erik ten Hag tiếp tục đang bị chỉ trích khi Manchester United lại có khởi đầu mùa giải thảm họa, khi mà chỉ có được 3 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, đặc biệt đó là thảm bại 0-3 trước kình địch Liverpool ngay trên sân nhà Old Trafford. Bây giờ, chiến lược gia người Hà Lan được yêu cầu xem xét lại lựa chọn đội trưởng của MU ngay sau thất bại trước Liverpool. Erik ten Hag của Man United được đề nghị tước băng đội trưởng của Bruno Fernandes để giúp cho ngôi sao người Bồ Đào Nha này giải phóng khỏi áp lực. Cụ thể, cựu huấn luyện viên trưởng của Newcastle và Crystal Palace là Alan Pardew tin rằng Bruno Fernandes, người đã ký bản hợp đồng mới với MU vào tháng trước, đang chịu phải gánh nặng từ chiếc băng đội trưởng. Bruno Fernandes giống như là các đồng đội của mình tại MU đã có một trận đấu khó khăn trước Liverpool. Bruno Fernandes được bổ nhiệm làm đội trưởng của MU vào đầu mùa giải 2023-2024 sau khi mà huấn luyện viên Erik ten Hag tước băng đội trưởng của trung vệ Harry Maguire. Bruno Fernandes cùng với Manchester United có một mùa giải tệ nhất lịch sử của Premier League khi họ đứng thứ 8 mùa giải trước, nhưng MU vẫn có được chức vô địch FA Cup vào cuối mùa. Bruno Fernandes, 29 tuổi, đã không thể giúp cho MU tránh khỏi thất bại tại sân Old Trafford trước Liverpool khi mà Quỷ Đỏ lại có cho mình một khởi đầu mùa giải khác tệ hại. Alan Pardew cho rằng những khó khăn của Manchester United trước Liverpool của huấn luyện viên Arne Slot có nghĩa là Bruno Fernandes không thể dẫn dắt đội này hiệu quả. Ngày hôm nay không bao giờ là Bruno Fernandes bởi vì họ không bao giờ có đủ bóng, Alan Pardew nói với Talksport. Về mặt phòng ngự, Bruno không có đóng góp, làm sao mà anh ấy có thể dẫn dắt đội bóng này? Đó là câu hỏi rất khó đối với anh ấy. Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho Bruno Fernandes với tư cách là một cầu thủ bóng đá nếu như cởi nó khỏi MU. Tôi nghĩ rằng nó có thể giải phóng anh ấy một chút để cho anh ấy có thể tự do hơn một chút. Anh ấy có thể lo lắng về hàng thủ 4 người, lo lắng về các cầu thủ chạy cánh. Bạn thực sự không biết sẽ phải giải quyết nó như thế nào. Tôi thì không biết. Tôi nghĩ rằng nó là một trở ngại đối với anh ấy.
Alan Pardew, 63 tuổi, nói thêm rằng việc một đội bóng lựa chọn những cầu thủ tiền vệ tấn công để đeo băng đội trưởng có thể là một vấn đề. Alan Pardew nhấn mạnh rằng những cầu thủ như vậy có thể có những trận đấu khó khăn, hạn chế khả năng dẫn dắt đội bóng của họ. Alan Pardew cho biết, bạn có một thuyền trưởng ở ngoài đó, bạn có một thuyền trưởng có kỹ thuật. Khi mà bạn có một thuyền trưởng có kỹ thuật, tôi nghĩ điều đó luôn nguy hiểm bởi vì họ sẽ có những trận đấu không như ý. Ngay cả Christian Eriksen khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, Michael Platini còn không còn thời kỳ đỉnh cao, họ cũng có một ngày thi đấu không tốt. Họ còn là những cầu thủ có kỹ thuật. Những huyền thoại của Manchester United như là Paul Ince và Roy Keane cũng nghi ngờ về khả năng lãnh đạo đội bóng của Bruno Fernandes với chiếc băng đội trưởng ở trong tay. Bản thân Bruno Fernandes đã lên tiếng đáp trả trong cuộc họp báo trước khi mà anh được truyền thông hỏi về những lời chỉ trích nhắm vào mình. Bruno Fernandes nói, tôi cần phải giải quyết điều đó. Tôi hiểu rằng phần khó khăn luôn đến sau những trận đấu đầu tiên khi mà kết quả và cả màn trình diễn không phải lúc nào cũng như mong đợi. Tôi biết những con số thống kê của tôi khi mà tôi đến đây khiến cho tôi trở thành mục tiêu. Tôi tập trung vào đội, vào nhân viên và cả vào những người làm việc với tôi hàng ngày. Con người tôi không giống thay đổi và khi trở thành đội trưởng của Manchester United, tôi thực sự cởi mở với mọi người. Tôi sẽ cần phải giữ nguyên như vậy. Manchester United chốt bản danh sách tham dự Europa League, định đoạt tương lai cho Casemiro. Và ngày hôm qua thôi, Manchester United đã công bố bản danh sách đăng ký tham dự UEFA Europa League mùa giải 2024-2025. Đáng chú ý là trong bản danh sách 25 cầu thủ huấn luyện viên Erik ten Hag lựa chọn cho UEFA Champions League có Trent Malacia. Hậu vệ người Hà Lan đã nghỉ đến hết mùa giải 2023-2024 vì dính chấn thương đầu gối. Ngoài Trent Malacia, chiến lược gia người Hà Lan còn điền tên Casemiro. Việc Casemiro được lựa chọn là điều đương nhiên. Tuy nhiên thì hôm qua thấy xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Manchester United tính đẩy Casemiro đến với Galatasaray theo dạng cho mượn. Sau khi tiền vệ người Brazil có cho mình màn trình diễn siêu tệ ở trận thua Liverpool với tỷ số 0-3 tại vòng 3 của giải Ngoại hạng Anh với hai sai lầm trực tiếp dẫn đến hai bàn thua của Quỷ Đỏ. Vì thế mà tương lai của ngôi sao 32 tuổi tại Manchester United đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Động thái nói trên của huấn luyện viên Erik ten Hag đã dập tắt đi mọi tin đồn liên quan đến tương lai của Casemiro. Như vậy, cựu tiền vệ của Real Madrid sẽ ở lại với Old Trafford thay vì đến với Thổ Nhĩ Kỳ như truyền thông loan tin. Trong khi Malacia và Casemiro cũng góp mặt, thì hai ngôi sao đầy triển vọng là Corbin Manu và Alejandro Garnacho không có tên trong bản danh sách A. Tuy nhiên cả hai được đăng ký trong danh sách B, thuộc thành phần những cầu thủ dưới 21 tuổi do Quỷ Đỏ đào tạo và gắn bó với đội bóng tối thiểu là 2 năm. Tại Europa League mùa giải năm nay, MU được coi là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu. Theo lịch, thầy trò Ten Hag sẽ đá trận đấu đầu tiên vào lúc 2 giờ ngày 26 tháng 9 gặp Trenty tại Old Trafford. Danh sách tham dự UEFA Europa League của MU gồm có thủ môn Andre Onana, Ante Banindi, Tom Heaton, Dan Modmi. Hậu vệ gồm có Harry Amas, Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Jonny Evren, Victor Lindelof, Harry Maguire, Trent Malacia, Lisandro Martinez, Nusa Mazarui, Luke Shaw và Lenny Zoro. Hàng tiền vệ gồm có Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Mason Mount, Manuel Ugarte. Tiền đạo gồm có Amad Diallo, Anthony, Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Joshua Zirkzee.